bạn đã quay trở lại với YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 1 tháng 8, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn mến, mới đây thì hãng Vivo đã chính thức ra mắt smartphone Z5, phiên bản nâng cấp của chiếc Z5X ra mắt hồi tháng 5 vừa qua. Và Vivo Z5 sở hữu màn hình AMOLED với kích thước là 6,38 inch và tỷ lệ là 19,5:9, độ phân giải là Full HD+ và đi theo xu hướng giọt nước hiện nay. Bên trong thì sức mạnh xử lý của máy được cung cấp bởi con chip Snapdragon 712 đi kèm với GPU Adreno 616 và người dùng sẽ có 3 cấu hình để lựa chọn, tương ứng với RAM và ROM lần lượt là 6 và 64, 6 và 128 và 8 và 128. Và điện thoại sẽ chạy Fantouch OS 9.1 dựa trên nền tảng Android 9.2. Và khi được bán ra thì thiết bị sẽ sở hữu viên pin với dung lượng là 4500 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Flash Charge 22,5W thông qua cổng USB Type-C. Ngoài ra thì thiết bị này cũng có thể sạc ngược cho một số các thiết bị khác. Và ba camera chính của chiếc Vivo Z5 sẽ có độ phân giải là 48MP với khẩu độ là f1.8, 8MP với ống kính góc rộng 120 độ với khẩu độ là f2.2 và 2MP với khẩu độ f2.4 để đo độ sâu. Và camera selfie của máy sẽ có độ phân giải là 32MP với khẩu độ là f2.0. Và được biết là Vivo Z5 sẽ có mức giá khởi điểm khá hấp dẫn là 232 đô, tức là khoảng 5,4 triệu đồng cho biến thể với RAM là 6GB và ROM là 64GB. Và hai biến thể còn lại sẽ có mức giá lần lượt là 275 và 333 USD, tức là rơi vào khoảng 6,4 và 7,8 triệu đồng. Và điện thoại sẽ có 3 màu sắc, đó là Aura Illusion, Hollow Bronze Illusion, Bamboo Night Forest. Các bạn mến, mới đây thì Google đã giới thiệu tính năng mở khóa khuôn mặt mới cũng như là điều khiển qua cử chỉ Motion Sense trên Pixel 4 bằng con chip Raspberry. Và dựa trên một video ngắn và bài đăng trên blog thì Google cho biết khi bạn cầm Pixel 4 lên thì công nghệ Raspberry này sẽ chủ động bật các cảm biến mở khóa bằng khuôn mặt, nhận ra người dùng muốn mở khóa điện thoại của mình. Nếu các cảm biến và thuật toán nhận ra bạn thì điện thoại sẽ được mở và tất cả sẽ chỉ trong một hành động. Thú vị hơn là khi tính năng mở khóa bằng khuôn mặt hoạt động ở hầu hết mọi hướng, ngay cả khi bạn đang cầm điện thoại lộn ngược. Ngoài ra thì tính năng mở khóa khuôn mặt có thể được dùng để thanh toán bảo mật cũng như là xác thực ứng dụng. Công ty cũng nhấn mạnh đến tính năng điều khiển qua cử chỉ Motion Sense dựa trên các cảm biến Siri. Bạn có thể bỏ qua các bài hát, báo thức và tắt các cuộc gọi điện thoại bằng cách vẫy tay. Theo Google thì những khả năng này chỉ là sự khởi đầu và Motion Sense sẽ phát triển hơn theo thời gian. Và công nghệ Siri này đã lần đầu được giới thiệu tại Google I/O vào năm 2016 do nhóm dự án và công nghệ ATAP đứng đầu. Đầu năm nay thì công nghệ nhận được sự cho phép từ FCC để đưa vào trong các thiết bị tiêu dùng. Và Google cũng đưa hình ảnh về các cảm biến phía trước của Pixel 4 từ điều khiển tất cả các tính năng này. Mới đây thì Apple vừa công bố báo cáo tài chính với những kết quả rất ấn tượng, doanh thu cao kỷ lục trong tất cả các quý 3 từ trước đến nay. Tuy nhiên chắc chắn rằng thành công đó không phải đến từ iPhone, vốn là mảng kinh doanh cốt lõi của công ty. Theo dữ liệu thống kê của IDC, tổng số iPhone mà Apple bán ra trong quý 2 năm nay là 33,8 triệu chiếc, giảm đáng kể so với quý 2 cùng kỳ năm ngoái. Và Apple đã bán được 41,3 triệu chiếc, tương ứng với mức sụt giảm 18,2%, trong khi toàn bộ ngành công nghiệp smartphone toàn cầu sụt giảm là 2,3%. Điều này đáng nói là hiện tại Apple chỉ hơn Xiaomi đang đứng ở vị trí thứ 4 có 1,5 triệu chiếc. Do đó mà vị trí thứ 3 của Apple hoàn toàn có thể bị Xiaomi chiếm mất. Nhà sản xuất smartphone Trung Quốc đạt được doanh số là 32,3 triệu chiếc trong quý 2 năm nay, giảm nhẹ 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, đó là do sức ép cạnh tranh quá lớn đến từ Huawei tại thị trường Trung Quốc. Trong khi đó, thì chiến lược mở rộng ra nước ngoài của Xiaomi vẫn đang đem lại hiệu quả. Còn với Samsung thì vẫn đang giữ vững vị trí số 1 với hơn 75,5 triệu chiếc bán ra và tăng trưởng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Huawei thì vẫn còn cách khá xa với 58,7 triệu chiếc, tuy nhiên thì lại có tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng là 8,3%. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!